Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Bản Cày, xã Chí Nang long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tới dự buổi lễ có bà Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Hồng vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Hồng vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã Chí Nang, lãnh đạo các xã thị trấn cùng toàn thể bà con nhân dân trong bản. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của bản cho thấy, trước khi triển khai xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới, bản cẩy đã gặp rất nhiều khó khăn. Bản có 118 hộ với 451 nhân khẩu. Với sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến nay, sau thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới thì bản đã đạt được 14 trên 14 tiêu chí thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,15 triệu đồng trên một người một năm. Bản không còn hộ sinh sống trong nhà tạm bợ. Các hộ gia đình đã quy hoạch được hàng rào, vườn tược, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và đã được bố trí sắp xếp hợp lý. Kinh tế xã hội ngày một phát triển phần trăm. 100% các trục đường trong bản đã được bê tông cứng hóa, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 41,49%, 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế, công tác giáo dục khuyến học khuyến tài đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng khen, bản có nhà văn hóa rộng 100 m2, tường rào, cây xanh, sân chơi thể thao, khu hội trường với sức chứa hơn 100 người để nhân dân hội họp Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh là 99,1%. Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan, nơi ở của từng hộ dân luôn xanh, sạch, đẹp. Kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 2 tỷ 810 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp trên hỗ trợ 2 tỷ 420 triệu đồng, chiếm 86%. Nhân dân đóng góp là 390 triệu đồng, chiếm 14%. Tại buổi lễ, sau khi thông qua các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thì đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao bằng công nhận thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới và tiền thưởng 50 triệu đồng cho bà con nhân dân bản cải xa trí Năng nhân dịp này nhân dân và cán bộ bàn cầy đã được nhận giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân xã trí năng vì đã có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2019 phát biểu tại buổi lễ. Đồng chí Lữ Đức Trung ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân bản cải xã Trí năng đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lưu Ý, cấp ủy chính quyền xã và ban thôn bản cần tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh hơn, đảm bảo an ninh nông thôn ổn định để phát triển kinh tế, từng bước hiện đại hóa nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện các công trình hạ tầng thiết yếu phấn đấu trong giai đoạn 2021 đến 2025 thôn bản xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu